Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây tắc bánh xe. Thì cái cây này là cây cây choi choi với quý cô chú anh chị. Thì nó cao thì tầm khoảng là 70 cm và cây nó đang xum xuê như thế này. Về thì quý cô chú anh chị mình có thể để trái được rồi. Hiện tại trên thân nó đang có những cái trái nhỏ nè quý cô chú anh chị. Dạ, rất là đẹp phải không quý cô chú anh chị. Cái này thì mình có thể trồng chậu. Ở đây thì đang chậu C9 rồi. Về nhà thì mình trồng cái chậu đường kính khoảng 40-50. Thì cây mình có thể thu hoạch được rồi. Những quý cô chú anh chị, đặc biệt là quý cô chú anh chị ở Sài Gòn đó, mình muốn tự tay mình trồng một cái cây cây tắc để mà thu hoạch trái, thì đây là một cái sự lựa chọn nha quý cô chú anh chị. Tại vì nhiều khi cây nó cao quá thì mình không có không gian, mà cây nhỏ quá thì mình trồng rất là lâu để có trái. Do đó là cỡ này thì rất là vừa để cho quý cô chú anh chị trồng luôn. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé.